Chào cả nhà đã quay lại video tiếp theo của Tiền nha. Thì hôm nay Tiền sẽ quay cái cây cà nâu cho mọi người xem nè. Không biết cả nhà mình có ai không biết cây cà nâu không ta? Thì hôm nay Tiền sẽ quay cây cà nâu cho cả nhà xem nè. Hôm bữa Tiền thấy nó không có trái, thì nó mới có trái đây các bạn. Ở dưới ruộng Tiền còn nhiều nữa. Bữa nào có dịp thì Tiền đi xuống ruộng rồi Tiền sẽ quay cho mọi người xem nha. Còn có con bọ gì nè. Đây là cái trái cà nâu nè các bạn. Nó nhà đây nó có bông thêm á nè. Nó có bông nè. Đục nó ngứa quá. Thì nó có cái lông. Cái lông mềm mềm các bạn. Nè, đây chuẩn bị để nó ra trái. Ồ, đây một trái nữa nè mọi người. Trái này thì nó trắng trắng. Trắng trắng cái đít rồi ở trên thì mà nâu nâu. Cái này thì chiên về người ta kho mắm kho các bạn. Kho mắm kho ăn rất là ngon luôn. Với cái này mà làm cà nướng á. Khi mà có than á mình để cái dĩa lên mình nướng cà nướng mà ăn cũng ngon, rất là ngon, ngon lắm luôn á. Cây này có hai trái ở dưới ruộng á. Dưới ruộng ba có Tiền á trồng rất là nhiều luôn. Cũng được mấy cây đó. Tại vì mỗi lần Tiền chưa tiền không có lại ở chỗ ba có Tiền trồng. Mỗi lần mà ba về là hai ba hái một bọc luôn á, mà không biết bây giờ còn hay không thôi. Có dịp thì sẽ đi xuống ruộng quay cho cả nhà xem nha. Còn đây là cái cây sâm sâm đất này mọi người. Cái này thì mình nấu canh á, mình nấu canh ngọt ăn rất là ngon. Mình nấu với mồng tơi hay rau dền hay rau bồ ngót gì á là ăn rất là ngon. Mà cái cây nó mềm, cái này mình ăn nó mát lắm. Này gọi là cây sâm đất, nó có cái bông đó các bạn. Khi nó rụng hạt nó lên rất là nhiều luôn á. Rồi giờ cỏ nó lên rất là nhiều luôn các bạn. Rồi có mấy cây sâm đất nè. Nói chung là mà nhà Tiền ở quê á. Ở quê cho nên khi mà mình muốn ăn rau, mình ra vườn, mình hái chút xíu là có được một rổ rau rồi. Mình vô mình nấu canh các bạn, ngon lắm. Rau nhà không mà. Nè, đây một cây nè. Rất là xanh luôn. Xanh tốt ghê luôn á. Mà nhiều khi thì nấu cỏ thì họ cỏ khi thì nhỏ hết trơn à, cái giờ bữa nó lên là cái khác, để nó tùm quá. Này có cái bông này các bạn, bông bé bé bé. Đây là cái cây cỏ nè, cái này là cây cỏ dại nè các bạn, mà cái bông đẹp ghê ha, sơm nó không được rõ, đẹp ghê. Cái này cái cây hoa của cây cỏ dại này các bạn nè, đẹp thấy ghê luôn, màu tím tím. Chút xíu lỡ đằng kia Tiền quay cho một ấy luôn, một đám luôn á, đẹp lắm. Ồ đẹp ghê luôn á. Nó màu tím tím tím. Cây cỏ dại mà hoa rất là đẹp luôn. Còn đây Tiền khoe cho cả nhà mà đây hai cây cà chua của Tiền nè. Hôm bữa Tiền có đem ra vườn này Tiền trồng á. Cái cây này bé quá, cái tiền quăng đại, cái bắt đầu nó lên chỗ này. Thích ghê luôn á mọi người. Hôm bữa Tiền ra Tiền nhìn thấy nó ra trái rồi, nó quá trời luôn. Nè, hoa của nó nè, nó chuẩn bị ra nữa nè. Đây cho cả nhà xem nữa nè. Một chùm luôn, bốn trái, ôi rất là đã luôn. Vậy bữa nó chín vàng, Tiền sẽ quay cho cả nhà xem. Ôi ôi, rất là thích luôn. Đó. Trái nó cũng bự rồi nè. Họ bắt đầu ở trên đây nè, nó ra hoa nữa nè. Hoa chùm chùm luôn nè. Ở bên kia nè các bạn, nó đang chùm nó, đang chùm mấy trái nữa nè. Wow, nhìn rất là thích luôn. Còn cái chùm này nè, trái bự này các bạn. Cà chua. Hôm bữa Tiền cũng tính mua thêm hạt giống cà chua các bạn, mà nó mới ăn nó hết hạt giống cà chua trái bự. Còn cà chua bi thì Tiền không thích cà chua bi cho nên Tiền không có mua. Trái bự cái này mà nó bự là còn bự nữa. Hôm bữa Tiền trồng trong nhà cái hay có hai trái, nhìn nó rất là dài luôn, không biết sao ngộ. Hồi đó Tiền trồng trái cũng tròn như vậy nè mà trồng ra cái trái dài. Ồ nhìn trái cà chua thích quá à. Đó, Tiền có hai cây cà chua.
Này cả nhà coi nè, em tiện làm tưới nước tự động cái nào tưới cái nó không ẩm ẩm đất á, cái cỏ lên quá trời luôn. Còn ở bên đây này các bạn nhìn nó khô cằn quá ha, nhìn mấy cây cây khóm nó rất là khô luôn. Hôm nay mình có mấy cái con sông ở tiền quê tiền thì ở dạng như cái khúc sâu ở trong á, cho nên nó nước trong mấy cái địa này nè nó dạng là nước nước ngọt, nó không có mặn, cho nên mình tưới cây ăn trái đâu được, còn vòng vòng ngoài người ta bị nhiễm mặn hết trơn luôn các bạn. Mấy cây hoa bạn thọ nay cũng còn nở nè mọi người, bỏ tiền nhổ cỏ thì chùa lại ngay đây một bụi nữa nè, còn nở hoa đẹp ghê. Nhà của tiền thì nó bị khô rồi, nó bị khô nên tiền nhổ tiền bỏ hết rồi, còn ở ngoài vườn thì nó còn bông còn đẹp nè. Ôi đẹp quá ha, tiền mới dăm lên được mấy cây con, cái mấy con gà nó xử rồi các bạn, buồn ghê luôn. Nó cắn mấy cái lá của cây hoa bản thỏi này nè, buồn dễ sợ. Tiền tiền ghét nuôi gà phá, tiền ghét nuôi gà nó phá sợ luôn. Nghe cái hộp này mọi người đem gieo nó lên nè. Này là cái cây cỏ nè các bạn, này là cây tàu bay gì nè, lên quá trời luôn. Đây có một cây hoa nó chuẩn bị nở nè, nó nở nhìn giống như cái bông gòn vậy đó mọi người. Đây này cả nhà, đây là một rừng hoa tím tím luôn nè. Mày cái cây cỏ mà nó ra hoa đẹp quá ha, công nhận cây cỏ mà ra hoa đẹp ghê. Màu quá trời này các bạn, màu hoa tím tím đẹp quá trời luôn á. Này nó nhìn nó màu tím tím giống cái màu hoa lavender gì các bạn. Cả nhà, này ở quê tiền gọi là cây mua. Đây là cây bông của hoa mua mua đây. Cái này nhìn giống như cây hoa gì, cây hoa sim ở ngoài Đà Lạt các bạn, nhìn nó dòng họ nó hay gì nó giống ghê luôn á. Nè, ôi quá trời đẹp luôn nè. Đây là cái hoa nó còn búp búp nè, nó chưa nở nè. Đây cũng vậy nè, nó còn mấy cái hoa của nó nè. Cái này cái cỏ này dạng cây này là dạng như cây cây cỏ nha các bạn. Thì ở quê tiền nè, nếu mà nó lên ở trên mấy cái clip nè, trên đây đây nè, là bắt đầu mình nhổ nó bỏ hết đi thôi, mốt nó ra cái gốc bự đi lắm luôn á. Thôi tiền xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì mấy ba mọi người thì video tiếp theo thì sẽ quay cái khác cho cả nhà xem. Thì hôm nay tiền sẽ quay mấy cây cà chua, rồi cây cà nâu, rồi mấy cây hoa dại ở quê tiền nè. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn video tiếp theo của tiền nha. Nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ tiền nữa nha, để cho kênh tiền ngày càng phát triển nha. Yêu cả nhà rất là nhiều nè, bye bye. Ở quê mà cũng coi được thả diều nữa nè mọi người. Cái này là của mấy đứa em nó vòng vòng sớm á, mấy em dùng sớm nó chơi thả nè, chịu thả cũng được mấy con nữa, 4-5 con vậy á.